Sáng nay, huyện Kim Sơn tổ chức khai mạc hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021. Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố đã tới dự. Hội thi được tổ chức trong 2 ngày, 14 và 15 tháng 6 với sự tham gia của 66 thí sinh là chính trị viên, chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Với 5 nội dung thi, trong đó phần thi chung là nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ theo hình thức trắc nghiệm và thi bắn súng K-54 bài 1C. Phần thi dành cho chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn với nội dung tham mưu xây dựng và báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện đề án, tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 của địa phương. Đối với chính trị viên, nội dung thi soạn thảo giáo án và thực hành giảng trên lớp một chuyên đề giáo dục chính trị pháp luật cho dân quân. Phần thi của phó chỉ huy trưởng với nội dung xây dựng báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân quân xã thị trấn. Đây là những nội dung thiết thực gắn liền với thực tiễn công tác quân sự địa phương. Thông qua hội thi nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm, tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân quân tự vệ. Đây cũng là dịp để cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn trên địa bàn giao lưu chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và vận dụng linh hoạt sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần cụ thể hóa luật dân quân tự vệ và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành ở địa phương, đưa luật dân quân tự vệ vào cuộc sống, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh.